Dạ. về đó đi. Nhưng mà nói chung là con chị là nó ok Ok chứ không ha. vấn đề gì. Dạ. Bởi vì bây giờ thì một đứa thì chị gả bên kia rồi, bên Dạ. nước Anh rồi, thì giờ nó đang về nước nó chơi với chị 2 tháng Dạ. đó. Rồi còn một chị kiếm người nào mà cho nó đàng hoàng tử tế, đó cô là đàng hoàng tử tế, để như là sau này hai người mình sống với nhau để ông bà lo nhau vậy đó. Rồi khi mà con chị giờ 50 thì chị kiếm khoảng cũng 52 bằng tuổi chị, tới 60 65 là được rồi chứ đừng quá Dạ. Rồi chị thích tính tình người đàn ông nó như thế nào, chị kể luôn đi. đó. Là phải sống hòa đồng với con chị, Dạ. không có tính toán rồi con anh con em rồi con có chúc mình hoặc này kia. Rồi em chào chị nha. Rồi, Dạ. chào em. Chị cho em hỏi chị tên gì và bao nhiêu tuổi? Chị tên Thảo, chị 50. 50 tuổi. Hiện giờ chị sinh sống ở đâu? Hiện giờ chị đang sinh sống ở Hóc Môn. Hóc Môn. À. Quê chị thì ở Vĩnh Long. Dạ. Rồi chị. Nhưng mà lên Sài Gòn nay trên 20 năm rồi. Tại vì đi hết gia đình ở trên đây là lập nghiệp tới bây giờ. À. Ừ. Nhưng mà nhà cửa đất đồ thì chị còn ở Vĩnh Long. À. Rồi mình lên đó mình mua nhà mình ở trên đó luôn hay sao, hay là mình mướn nhà trọ? Không, giờ hiện giờ chị đang ở trọ. À. Chị lên chảnh chị làm công việc gì vậy? Giờ chị ở nhà chị ở công như làm nội trợ, nhưng mà chị À. đang ở chung với chị có 3 đứa con, À. 2 đứa gái 1 thằng con trai. Dạ. Mà 2 đứa gái thì chị gả rồi, được Dạ. 2 đứa cháu ngoại. Còn hiện giờ chị ở chung với thằng con trai 20 tuổi Dạ. chưa có vợ. Dạ. Thì chị muốn em là kết nối tình duyên cho chị. Dạ. Thì em cũng hỏi lại là chị có tham khảo ý kiến con của chị không? Có rồi, xui ra kêu mẹ vô coi xui. Không. Con gái lớn chị nó đang về nước. Gì Nó hả? về Dạ. nước nó chơi 2 tháng Dạ. rồi trở đi. Nhưng mà nói chung là con chị là nó ok chứ Ok không ha. vấn đề gì. Dạ. Cái gì bây giờ thì một đứa thì chị gả bên kia rồi, bên Dạ. nước Anh rồi, thì giờ nó đang về nước nó chơi với chị 2 tháng đó. Dạ. Rồi còn một đứa thì chị gả về Củ Chi, Dạ. mà bên đó thì cũng có nhà có cửa có đất, nhưng mà hiện giờ thì nó qua bên đây nó đang ở chung với chị để nó hoạt động, nó đi làm, Dạ. nó làm bên đây cho nó thuận tiện công việc nó làm. Dạ. Rồi còn thằng cu đó, nói chung là con chị nó nói giờ nếu mà nó lớn lắm thì nó cũng phải lấy chồng lấy vợ. Dạ. Còn bên chị kiếm người nào mà cho nó đàng hoàng tử tế, đó cô là đàng hoàng tử tế, để như là sau này hai người mình sống với nhau để ông bà lo nhau vậy đó. Rồi khi mà con chị nó ở xa đó, Dạ. rồi khi chị bệnh nửa đêm này kia nọ, chuyển viện chị ra hoặc này kia nọ lo cho chị cảm xúc này kia nọ thôi, chứ mà phải sống đàng hoàng, người nào phải thật sự đàng hoàng. Dạ. Thì em hỏi chị như là như thế này. Thì chị muốn kiếm một người đàn ông như thế nào theo ý của chị? Thế chị giờ 50 thì chị kiếm khoảng cũng 52 bằng tuổi chị, tới 60 65 là được rồi chứ đừng quá Dạ. Rồi chị thích tính tình người đàn ông nó như thế nào, chị kể luôn đi. Người đó là phải sống hòa đồng với con chị, Dạ. không có tính toán rồi con anh con em rồi con có chúc mình hoặc này kia Dạ. đó. Rồi dạng như là sống phải hoạt bát chứ đừng có tối ngày ở nhà mà ví dụ như gặp con chị là cái mặt cụp xuống, đi ra đi vô là không chào hỏi, như là nó bất đồng ở trong gia đình là chị không hài lòng vậy Dạ. thôi. Dạ. Rồi sống phải thiệt tình Dạ. chân chất, Dạ. ví dụ như là muốn làm cái gì đó phải vợ chồng thì phải mình thảo luận nhau Dạ. đó, vậy đó. Như là nói chung là chị cũng dễ lắm, sống là hòa đồng trong gia đình vui vẻ là được thôi, Dạ. chứ đừng có về mà nghĩ con chị đi ra đi vô tự chị. Thì hiện giờ là chị đang ở chung với con nhỏ gái nhỏ của chị, là nó đang có chồng chị, nó về nó đậu đây, đừng có vợ chồng đi làm đây cho nó tiện á, Dạ. với một thằng con 20 tuổi. Nhưng mà chị thì nếu mà ai mà đến với chị mà hòa đồng với con chị là ok, còn nếu mà nghịch với con chị là chị không hay lắm, Dạ. là chị cũng ơn vậy thôi. Đúng rồi. Thì ý chị là chừng nữa mà có anh nào thương chị thì về ở chung với chị hay là sao chị? Ở chung với chị cũng được, mà người đó về bên người đó cũng được, không thành vấn đề. Cái vấn đề ăn ở thì ở đâu cũng được, ở
ở bên chị cũng được, nhưng mà chị nói trước, nếu mà ở bên chị hiện tại bây giờ là chị chưa mua nhà được, chị ở nhà trọ. Nếu mà chấp nhận ở nhà trọ đó thì về sống với chị, còn hoặc là người đó người ta không có tiện ở bên mình thì ở bên nhà người đó được, nhưng mà phải đi đi về về với con chị, không được cấm chị qua lại với con chị. Thì đúng rồi chị, nếu mà chấp nhận thương mẹ phải thương con chứ đâu thể nào mà cấm. Rồi chị có yêu cầu gì về về cái việc gì nữa không? Không, nhậu nhẹt như người giàu người nghèo gì chị không có nhu cầu đó. Nhưng mà ví dụ như người đó là thứ nhất là sống á là phải làm xiên. Từ khi ví dụ bây giờ này chị nói nha, bây giờ sống với chị á là cũng ví dụ như giờ bằng á không nuôi con chị. Ví dụ làm là chỉ nuôi hai người thôi. Nhưng mà nói nuôi tiếng nuôi chị là cũng không hẳn là nuôi đâu. Nhưng mà vấn đề nếu mà mình thật sự mình đến với nhau mình sống để ví dụ như người đó còn sức lao động đi làm được. Là đi làm để mình tích lũy lại, mình để dành đó. Ví dụ sau này á mình lớn tuổi thì đương nhiên ai cũng phải có cái bệnh tật. Khi mình bệnh tật là ví dụ như trong nhà mình cái mình bệnh tật cái số tiền này đó, ví dụ 100 triệu đi. Con chị nó vẫn lo được, nhưng người này mình hay chồng mình tích góp phải được 50. Ví dụ vậy. Rồi còn phần nào đó thì con chị nó lo. Chứ không phải là giờ là thấy chị thôi giờ chị ăn có không vậy con chị nuôi mà người đó. Ví dụ trừ khi người đó hết sức lao động thôi. Hoặc là không có công việc làm, là ví dụ như giờ làm cái gì cũng được, ngày kiếm ra 50 ngàn được, ý là mình sống như vậy để cho con chị nó vui vẻ, nó hài lòng vậy thôi, chứ còn không phải là con chị phải bắt là phải người đó phải giàu có hoặc là về nuôi chị là vấn đề nó không có. Thì cái như chị nói vậy thì nó cũng quá dễ rồi. Thì rồi nói chung ra mình còn sức thì mình cũng phải đi làm, ở đâu cũng làm, ở nhà mình cũng phải làm. Giả tỷ mình sống mình ên mình cũng phải đi làm nặng nuôi bản thân mình. Đó, thì mình có một thêm một người vợ nữa thì mình càng mặn hơn đặng xe sau, đặng mà mình lo lắng cho hai người sau này mình có một chút số tiền dư để mà để dành dưỡng già. Đó. Chứ chứ đàn ông mà không thể nào mà ở không ngồi ăn không ngồi rồi là cái đó không được. Đúng rồi, đúng rồi. Với cái vấn đề vậy nè, người đó nhậu thì chị không cấm. Nhưng mà ví dụ như mình tụi chị là phải đến những người phải từ 50 ăn lên tới 60 rồi. Nhưng cái sức khỏe mình phải giữ là ví dụ như nhậu nhẹt thì đám tiệc mình nhậu ít thôi. Nhưng mà dưới điều kiện là nhậu chị không cấm, nhưng mà nhậu về xỉn phải nằm ngủ thôi. Đừng có mà lèm bèm tới lèm bèm lui là không được với chị không hài lòng chuyện đó. Đúng rồi. Nói chung ra bản thân em cũng vậy, mà gặp mà không mà làm bèm mà nhậu làm bèm em còn không thích, đứng đây chị phụ nữ. Làm bèm một chuyện cứ nói tới nó luôn từ sáng tới chiều, nó nào tỉnh thôi. Có người ta nhậu người ta xấu tính là vậy, là chị không có hài lòng những tính đó thôi. Như cái điều kiện của chị ra cũng nói chung ra từ giờ em thấy là nó cũng rất là dễ, chứ không có cái gì gọi là khó. Thứ nhất là chị cũng không có đòi hỏi giàu với nghèo, miễn sống chung biết lo làm ăn là được. Như sống là biết thương chị, biết lo lắng cho chị, khi chị bệnh này kia nọ, khi con chị nó không có đâu. Là ví dụ như giờ, ví dụ như chị bệnh á, ví dụ như con chị bệnh, ý chị bệnh thì phải kiếm ông ơi đi mua giùm tôi viên thuốc, hoặc là ông ơi chở tôi đi khám bệnh giùm. Là yêu cầu người đó lo cho chị cái sức khỏe vậy thôi, chứ chị không cần người đó phải giàu nghèo bất kỳ cái gì. Thì em thì hỏi những lời này thì cũng như là thay thế mấy anh để hỏi ra đặng cho biết ý chị muốn cái gì, đặng mấy anh thấy chị thì muốn kết duyên với chị, muốn đến với chị phải hiểu chị cần gì và muốn những gì đó. Thì nói chung ra là cái tuổi của chị 50-60 lên thì thật sự ra đó là để muốn kiếm thêm một người đó không có lý do hết, chỉ có một lý do để mà già bầu bạn hữu hỷ trong khi đã ốm nguyện lo lắng cho nhau thôi, là mục đích là như vậy. Đúng rồi. Ngoài ra không có cái gì ý nghĩ gì hết. Tại vì khi biết rằng chị có con, nhưng mà một khi chị bệnh xuống thì con chị cũng phải công việc lo con cái chồng con, không có thể nào mà ở chăm sóc chị suốt ngày suốt đêm được. Cũng phải chạy về thì có một người ở bên cạnh
thì rất có thể chăm sóc đau ở bệnh quạng năm này qua năm nọ thì được, còn con cái không bao giờ làm được gì điều đó, hiếm lắm. Đúng rồi, đúng Từ rồi. ra người đó không có chồng hoặc không có vợ thì mới ở chăm mẹ mình mới được, chứ mà Đúng một khi rồi. mà có chồng có vợ là chăm rồi, năm bữa bữa cũng phải về nhà, cũng phải lo cửa nhà cửa con cái chứ, Đúng rồi. đâu có thể nào chăm Đúng suốt rồi. hoài được đó. Đúng rồi. Dạ. Tại vì biết sao không? Giờ con á, nó lớn, ví dụ như nó có chồng có vợ thì nó thương mẹ hay hoặc là thương cha đi cách mấy đi, nó cũng vô bệnh viện nó nuôi mình một đi hoặc hai đi thôi. Dạ đúng rồi. Rồi nó còn phải có con nhỏ, rồi chồng con gia đình nó nên nó Dạ. không có ở trong đó nó nuôi mình suốt được đâu. Dạ. Chỉ có vợ với chồng là mới nuôi nhau được thôi. Dạ. Đó là chị kiếm nhu cầu với người đó là vậy thôi. Dạ. Rất là dễ dàng. Dạ, dạ cái em muốn hỏi ở đây nữa là chị có coi chương trình của em thì chị có thích anh nào chú nào chưa? Ý là chị cũng mới coi đi thôi, rồi chị mới thấy là cái bữa cái anh bá ở Vĩnh Long á, Dạ. cái anh đó cũng cùng với chị mà anh nói là cái hoàn cảnh của anh là nhờ kiểu như anh ở với con dâu Dạ. đúng không, Đúng rồi. anh ở với con dâu bây giờ anh chỉ muốn kiếm một người nào đó anh về nhà người đó anh ở cũng được, Dạ. nhưng mà đối với chị thì được, nhưng mà chị nếu mà em hỏi cái anh đó, chị thì hiện tại chị đang ở trọ, Dạ. nếu mà anh có chấp nhận được Dạ. đấy, còn nếu mà như anh không chấp nhận được thì không có ở trọ được thì thôi, chứ còn bây giờ chị nghĩ là bây giờ anh cũng đang ở ở đậu với con dâu. Dạ. Thì nói chung ra là không phải là vì ảnh, nói chung ra là sợ, nói chung ảnh muốn tự do là với tí về bên chị hay là về bên ai. Em nghĩ là chắc cái chuyện mà ở trọ là chắc cũng bình thường đối với ảnh, tại vì ảnh cũng không có cái gì mà gọi là khắt khe hay là đòi hỏi quá, tại vì bản thân ảnh thì cũng không có cái gì nên cái chuyện đòi hỏi khắt khe là ảnh cũng không có đòi hỏi cái bằng cái chuyện gì hết, miễn có một người để bầu bạn, tại vì ảnh có tâm sự là khi mà ảnh đi mặn về á thì không có ai để mà trò chuyện tâm sự, rất là buồn đó. Là cái việc đó thì ảnh mới kiếm thêm một người, chứ sau này đỡ đau ốm bệnh hoạn thì hai người chăm sóc cho nhau đó. Đúng rồi, đúng Dạ. rồi. Chứ ảnh không, thì em cũng nói thiệt chị là anh bá thì không biết có cái duyên gì, thì khi mà ảnh kể lên cái câu chuyện của ảnh thật sự nói là ảnh có mình không không à đó, mà nhiều người vô đánh giá nói đàn ông không có mình không, phụ nữ nào mà lấy đó mà thật sự ra mà nói là trong cái số những chú những anh mà em đăng lên á là chỉ có anh bá là có phước nhất, là hiện bây giờ rất là nhiều người phụ nữ muốn kết duyên cùng anh bá đó, nhưng mà chưa có thành, cũng như là mới cho số điện thoại để trao đổi để tìm hiểu nhau thôi đó, chứ chưa. Tại vì em cũng nói chị như thế này, đến với chương trình của em thì sau khi mà em đăng cái video này lên của chị thì ngoài thí dụ ngoài anh bá ra đi thì còn nhiều anh khác đến với chị đó, thì sau khi mà các mấy anh mấy chú đó coi được cái video của chị thì muốn kết duyên cùng chị, muốn đến với chị làm bạn, thì trước tiên làm bạn trước đó. Thì Đúng rồi, đúng rồi. em lúc đó em là mới gửi hình video cho chị coi, chuyện chị nhắm mà được á thì liên hệ em mới liên hệ ngay cho anh đó hoặc chú đó, rồi em mới cho số điện thoại nhau. Thì từ cái điểm đó cho số điện thoại nhau thì tự mấy anh chị liên lạc và tìm hiểu với nhau đó, rồi cảm thấy mà thích hợp thì đến với nhau, còn không thích hợp thì làm bạn bình thường đó. Đúng rồi, đúng Rồi rồi. em cũng cái này bắt buộc em phải nói là nó có câu chuyện như thế này thì xin lỗi khán giả là tiếng cái câu này không phải là tiếng lặp đi lặp lại, nhưng mà mỗi một chương trình, mỗi một cô chị chú nào đó tiếng bắt buộc phải nói là như thế này. Khi mà em muốn chị muốn kết hợp với người đó thì tại vì cũng có cái câu chuyện này cũng có xảy ra rồi, là nhiều người lên đây có thể là lợi dụng một người phụ nữ hay là một phụ nữ lợi dụng người nam để mà mới quen 5-3 ngày để mượn tiền á, thì em khuyên chị là nên không cho mượn bất cứ điều gì hết đó. Đó là nếu mà anh đó họ hỏi mượn tiền thì tất nhiên là chị nói thẳng luôn và chia tay anh luôn đó, là những người đó là thứ nhất em nói chị là không thật lòng đó. Đàn ông đến với một người phụ nữ đó, thí dụ đi em, cái này em nói thí dụ thôi, thí dụ chị giàu
anh đánh nghèo, thì một khi chị thương nó, khỏi cần đàn ông nó lên tiếng, chị cũng nhắn lo được. Đúng rồi. Nhưng mà người đàn ông mà mới quen 5-3 ngày mà đòi hỏi mượn tiền chị là mấy người đó không bao giờ thật lòng với chị. Em khẳng định 100%. Đó. Thì lý do này em khẳng định thì bản thân em là cũng là thấy nhiều chuyện nó đã xảy ra. Đó. Thì em nên bất cứ những cô chú và anh chị nào đến chương trình của em phải nói sự việc này để cho như chị đi phòng ngừa cái chuyện đó. Đó. Tại vì những cái này có thể người biết và có thể người không chưa biết. Đó. Thì nên em nói với chị là còn cái việc thứ hai thì em chỉ là một người chia sẻ cái video của chị lên muốn kiếm một người bạn để mà về sống chung để lo tuổi già cho nhau. Đó. Chứ em không có ép buộc chị là phải bắt buộc chị thương anh này và lấy anh này hay là lấy cô này nha. Đó. Còn cái quyền quyết định của chị là để tìm hiểu cái gì cũng phải từ từ tìm hiểu cho nó rõ ràng rồi chị hãy đến với một người đó, để khi mà chị vội vàng quá thì lại sau này nó bị tan rã nữa là mất cái thời gian của mình. Tại vì cái thời gian của chị bây giờ cũng năm mấy thì nó đâu còn bao lâu nữa. Đó. Rồi, nên chị rồi. Phải lựa cho nó kỹ. Đúng rồi. Dạ. Đó. Thì em người nào lên chương trình của em là em phải nhắc những điều này cho biết về cái chuyện đó. Để còn những người nào mà thí dụ lên thích chị mà ấy thì có gì liên hệ với em sẽ điện cho người đó, em sẽ nói cho người đó biết. Nói chung á là vậy, chị lên cái chương trình của ông Tiến. Dạ. Là nếu mà cái vấn đề gì đó vân vân là chị nhờ hết bên Tiến hết. Dạ. Ví dụ như bây giờ người đó chị nói có thí dụ thôi. Dạ. Nếu mà người nào thích chị hoặc chị với người đó đã thích nhau thì chị cũng thông qua với ông Tiến thôi. Dạ. Đó. Dạ. Thí dụ như chị muốn đến với người đó thì chị cũng phải hỏi Tiến coi là dạ. Bây giờ anh đó anh như thế có được hay không? Chị dạ. Thì sống bản chất của chị là sống đó rất rõ ràng. Dạ đúng rồi. Nó phải có trước có sau, nó dạ. Như thế nào dạ. Chứ không phải là mình muốn làm càng rồi bây giờ ban đầu mình nhờ người ta rồi bây giờ mình được rồi mình băng ngang tất dọc là chị không hài lòng những cái đó. Không, cái em nói chị thí dụ bây giờ em đưa chị lên thì sau này có một người đến với chị thì tìm hiểu nhau, nếu mà hai anh chị tác hợp nhau thì phải cho tiếng hay. Là đúng không rồi, phải là rồi. Gì không phải cho tiếng hay là gì, cho tiếng hay đặng tiếng quay cái khung cảnh để hai anh chị tác hợp nhau để cho mạnh thường quân hay là khán giả thấy là biết rồi anh chị này đã được đến với nhau, đó là vậy thôi, chứ không phải là báo cáo với em điều gì hết. Mà em nói rõ với chị nha, cái quyền quyết định là của chị chứ không phải là của em. Dạ. Rồi sau này chị có xảy ra cái dục chặt gì đó là đừng có để thừa em là được. Đó. Là em là chỉ là một người chia sẻ thôi. Thì có gì thì em chỉ là nói với anh kia thôi, chứ em cũng không có phải có trách nhiệm gì. Tại vì em là những chia sẻ. Đó. Còn cái quyết định cuối cùng là cái quyết định của chị. Thế vậy? Dạ. Đó. Đúng rồi, lúc sướng thì chị hưởng, lúc khổ chị kêu em đâu được. Đúng không? Đâu có đâu. Chị mà từng bữa nay chị đã thôi chồng 20 năm rồi. Dạ. Nếu mà chị cũng càng lớp đại chị cũng lấy rồi. Dạ. Nhưng mà cái là chị muốn đến với một người đó chị, nói chung là chị cũng tìm hiểu nhưng mà nó cũng nhiều cái đủ thứ chuyện nên là bữa hôm chị lướt nằm lướt mấy bút về thấy cái kênh này được mình đăng ký với lại. Chứ chị coi ngay cái ông ở ngoài Vũng Tàu đó. Dạ. Mà ông thích cái cô 72 đó. Dạ. Ông đó rồi cái tới cái anh bá ở Vĩnh Long. Dạ. Chị nói vô mà hỏi cái anh này coi anh có người nào chưa. Dạ. Dạ. Cái này là thấy ông giờ nếu mà ông thật tình ông thật sự thì cũng được. Chứ chị giờ chị cũng không không em mà người đó phải có nhà mình về nhà người đó hoặc là người đó phải chào họ mình ăn ta không có. Dạ. Chỉ là cái tư duy của chị không có vậy đâu. Dạ dạ. Thì nói chung ra mình tác hợp nhau thì mình về ai cũng phải làm để mà cùng chung tay nhau làm để mà sinh sống đó. Chứ đâu phải mà bắt người phụ nữ làm hay là bắt người phụ nam làm để nuôi mình, cái đó điều đó cũng không tốt đó. Đúng rồi. Dạ. Thì em cũng cảm ơn chị đã đến với chương trình của em đó. Thì sau kết thúc cái video này chị có muốn nói lời gì với khán giả?
Trước nhất đó là chị cảm ơn Tiến trước. Dạ. Sau đó là chị cũng chúc cho Tiến kênh của Tiến càng ngày Dạ. càng phát triển mạnh hơn. Dạ. Rồi cũng cảm ơn khán giả, nếu như mà khán giả cộng đồng mạng nếu mà có cái anh nào mà cảm thấy hợp với chị thì đến với chị, còn chúc những anh chị nào mà dạng như giống như chị á, hoàn Dạ. cảnh như chị á thì cũng kiếm được cái nửa mảnh ghép của mình còn Dạ. lại Dạ. Dạ. hạnh Dạ. phúc. Dạ. Đây nghe lớn gì đây Dạ. nghe lớn Hello. tiền đâu nó Hello. mẹ lớn Chào. vậy ta. Chào chào em. À, anh gái Cái ơi. này thì nó sống vô tư, nó sống hoài, nó theo mình hoài, nó vô tư lắm. Dạ. Xin À, chào gái, về anh nhiêu tuổi vậy? Em ngồi xuống cho thấy mặt chút xíu, bên đây nó không không thấy mặt. À. Đây đây là đây đây là gái lớn. Dạ. Mẹ cho anh hỏi chút xíu nha. Mẹ em muốn thêm một bước nữa là em có ủng hộ không? Dạ em bình thường lắm thì miễn sao kiếm được người tại vì em cũng không ở Việt Nam thường rồi, À. em mẹ nó cũng có lấy chồng rồi, À. bây giờ đi hết cái con mình mẹ à, trong khi À. thằng em nó cũng nó đi chơi xuống rồi có bạn gái thì cái nọ nó cũng bỏ mẹ nhà mình, thì miễn mà mẹ có ai mà họ ở được với mẹ thì hai người về ở với nhau thì em đang đọc mẹ làm sao hết. Em có chồng ở nước nào? Dạ mở nước ăn Anh ha. À. À, bao lâu mới về em lần? có thời gian em về, trong năm Dạ. nay em về 2 lần rồi đó, em À. về vào Tết xong rồi À. cái tháng hè này bé nó nghỉ hè đó là À. cái dẫn bé 2 mẹ con về. Thì sẵn lên chương trình này, em có muốn lời nào với mấy anh mấy chú hay gì đó muốn đến với mẹ em, là em có yêu cầu gì không? Đối với yêu cầu thì em không có yêu cầu gì hết, miễn là thương mẹ em, hai người ở với nhau hợp ý nhau, ở với nhau đừng có ở 5 7 bữa rồi đi, em không có thích kiểu như vậy. Dạ cái Đúng gia đình lớn rồi chứ không rồi. phải còn nhỏ nữa, mình tìm hiểu chừng nào mình cảm thấy ở được với nhau thì Dạ. hãy về chung một nhà, Dạ. còn nếu mà chưa tìm hiểu với nhau thì em cũng không phải ở 5 7 bữa xong cái đi, ở 5 7 bữa cái đi, em không thích vậy, Đúng rồi. ở là ở luôn. Em thì không có gì hết, như là nếu như mà người sau thì cỡ tuổi mẹ em thì cũng sẽ có vợ, cũng sẽ có con Dạ, rồi này dạ. kia thì cũng được không sao hết, thì em tôn trọng hết, lớn nghe em kêu bằng anh bằng chị, nhỏ nghe thì kêu bằng em thôi. Dạ. Dạ Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn em ha. dạ Thì Tiến thì kết thúc cái video đây, thì mong rằng cô chú anh chị em nào chưa có gia đình hoặc đặc là chia tay rồi, hiện giờ đang sống nên, thì hãy liên hệ với Tiến qua số điện thoại Tiến có để trên màn hình. Thì trên kênh của Tiến là hiện giờ là Tiến Sông Nước Vui Vẻ, và còn cái Facebook của Tiến là Hồ Tiến TV đó, còn cái đó là fanpage, còn cái Facebook của Tiến là Tiến Vlog. Thì mong cô chú anh em hãy vào đó và nhắn tin và điện thoại cho Tiến, thì Tiến sẽ quay chia sẻ lên cho những anh cô chú nào không có gia đình thì tác hợp nha, để nương tựa và sống cái phần đời còn lại đó. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ và an lành hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh, dẫn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thôi chào, kêu chị kêu mẹ em chào khán giả. chào chào mọi Dạ, người, dạ bye bye cả nhà nha. chào biết ơn chào khán giả. Dạ. Em xin lỗi.